Ok, và hello anh em nhé. Chào anh em quay trở lại với channel của mình là Thành Di đây. Và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với huyền thoại hải tặc đại chiến. Mình đang chơi server 4.63 Haki Bá Vương 36 nhá. Anh em nào thích để vào và chơi cùng mình nhé. Mình đã kể từ đầu. Mình đã kể lại từ đầu game này anh em ạ. Anh em đợi tí để mình tải dữ liệu để mình vào game đã. Đây trong này nó có gì hay ho. Rồi, hình như có một vài người bạn kết bạn với mình nhỉ. Có bạn bè nào kết bạn với mình không? Chưa có anh em nhé. Rồi, anh em nào muốn kết bạn thì kết bạn sau với mình đi. Thật 40 thùng bia luôn. Mới được nhiều thứ ngon thế. Quà đạt mốc mừng này. Wow. Quà đạt một mốc mờ, một mờ mở vừa là Giáng sinh này. Nhiều quà dã man anh em ạ. Ê, quá ngon luôn, đối với một người nick mới nhìn mình này thì quá ngon anh em. Chứ một đặc biệt này he. Nó có 40 thùng bia anh em. Đưa ra có tướng gì mới không? Mình mở tướng gì? Strength, bền bỉ, Dexterity. Thử mở nhá. Xem ra cái gì ha. Ok, nó ra con gì mới nhỉ? Tướng này, nhanh nhẹn bền bỉ này, mình chưa mở hết cơ anh em ạ. Wow, nhanh nhẹn có Robiguano này, Nekomamushi này, Cracker, Rezi. Nhanh nhẹn không có nhiều tướng ngon lắm. Bền bỉ có Zoroguano, Inurashi, có Jax, có Law, NW. Chính xác thì có Law, Raizo, Nami, Yasop. Sinh khí thì có Kit, Wano, Kapos, Kinemon, Sanri, Vismoke. Thông minh Uta, Luffy SM, Oden. Mình vẫn có Chopper, có King, Katakuri. Rất nhiều. Nghĩ mình sẽ mở, tập trung mở cái này đi anh em. Strength này. Mình cũng không hy vọng nhiều là sẽ có ra được con đấy đâu, nhưng mà thôi kệ, cứ mở Kaku ạ. 5 sao luôn. 10, 10, uầy. Momana. Không được cái gì luôn. Với kệ, nó là bình thường anh em ạ, có gì đâu, đúng không? Mình có thể thay đổi cái đội hình của chúng ta cũng được. Vượt ải anh em ơi. Nhận rất là nhiều quà luôn anh em. Phụ bản này, chiến dịch này. Ấn vào cái belly này, đánh luôn. Loát hơi lâu nhá. À, link tải từ game này mình để dưới phần mô tả phần comment nhé. Anh em ấn vào file APK này, ấn vào tải về này. Đấy. Và anh em sẽ làm theo cái hướng dẫn ở bên này thôi. Ok, mình sẽ mở một cái tab Google ra, đây phiên bản mới nhất thôi, cũng không có mốt gì cả đâu. Ấn vào cái tìm kiếm ở đây và tìm tới cái bom ở trang 1. Đấy. Rồi anh em sẽ kéo cho mình xuống dưới nhé. Ở đây nó có cái phần gọi là lấy mã này. Đấy, anh em đợi khoảng 1 phút là được. Rồi, tiếp tục nha anh em. Ok, cho đánh được 2 lần mà. Cái con nạp đầu nhận tướng nhỉ anh em. Là khỏe quá nhỉ. Cái toang rồi. Là sao đánh được? Có không, có thằng này, có thằng Chopper anh em ạ, đánh được ấy. Không đánh được rồi. Hồi máu ạ, ngon. Còn có Luffy. Khi bị choáng. Đánh được anh em ơi. Hồi máu, ngon thế nhở. Chết, hay. Victory. Rồi anh em ơi, chúng ta đánh đấy sau nhé. Đấy, quà nạp lần đầu sẽ được, ngày 1 sẽ được thằng Ace Hỏa Quyền 5 sao. Ngày 3 sẽ được Sabo, ngày 2 sẽ được Luffy NW. Nạp bất kỳ, nhận hải tặc, ok. Mình không nhớ là nạp cái này nạp kiểu gì à. Thế ngày mai mình sẽ nạp 20 cảnh để lấy những con đấy. Thì nó quá ngon luôn, thật sự như vậy.
Tướng thì mình làm gì có con nào xịn sò chứ. Lúc ấy mình có rồi mà. Lúc ấy mình nhớ mình có ở trong túi đồ chứ. Túi đồ, túi đồ. Đây. 4 sao à? 5 sao Sanji, cấp độ A. Mình cứ hợp thành thôi nhỉ. Đây những cái tướng mà chúng ta có thể dùng để đẩy Luffy Kid, nhưng mà toàn rank A thôi anh em ạ, hơi đen là toàn rank A. Mình có thể đánh tạm mấy cái tướng này để chúng ta leo map cũng được anh em, cho đỡ yếu quá ấy. Chứ hiện tại team mình toàn rank cùi A này, toàn rank A ấy chứ, không có rank K là rank B thôi. Rồi mình sẽ thám hiểm này, vượt ải này. Mình thiếu một con. Sanji này. Sanji này, mình sẽ bỏ con Margaret. Margaret đây. Để gọi thêm một người nữa vào đây. Còn đẹp. Hơi điên là chúng ta chưa có con nào xịn sò nhỉ. Cho lại con nào đây. Luffy à. Kaku à. Sanji à. Lấy tạm vào ngày đi. Kaku không ngon lắm đâu nhưng mà thôi kệ. Là lần đầu sẽ được vài tướng ngon xịn sò. Tội gì nhỉ. Ok, thám hiểm đã. Tính sau nha. Vật ải này. Margaret. Rồi. Chiến đấu anh em ơi. Nó mới lưu lại cái đội hình của chúng ta luôn. Nó không sẽ không lưu đội hình đâu. Nhanh thôi. Thì nâng cấp cho Sanji này. Cấp sao gì lên đã, lên mắc cấp đi. Rồi này đang hơi yếu này, mới có level 1 thì đàn này y chả yếu, cứ đánh như đây anh em ạ, xong tính sau. Đáng lẽ mình nên tích nhiều thùng bia lại để sau này mình mở thì nó sẽ hợp lý hơn nhờ. Triple kill đánh đấm liên tục vào mặt như thế này thì para kill sút vào nó, đúng rồi, xong luôn, quá ổn luôn. Biết mình phải nâng cấp cho tướng đã. Sanji này 30 là đẹp đấy, như thế này là đẹp luôn, tất cả đều 30 là đẹp nhất có thể rồi đấy. Rồi hoàn thành ải, vượt ải đã, đấy nó sẽ nhanh hơn anh em ạ. Rồi nhá, sau khi mà chúng ta tìm được cái cốt ở đây nhá thì anh em hãy nhập vào đây, nhập vào chỗ này, con gì đập thì sống không đập thì chết, con tim, và đợi đã nhá, và ấn xong rồi click vào cái chỗ này để tiếp tục nhé. Nó đang đợi xíu rồi. Ok anh em bấm nút này đào loạn nhá, hơn 200 mê thôi. Đây là phiên bản mới nhất của Hải Cảnh Đại Chiến nhé. Rồi, chúng ta sẽ quay lại nào. Quá nhanh luôn. Vượt ải này thì ầm ầm. Vấn đề là chúng ta sẽ có cốt gì không chứ. Nếu mà có cốt thì ngon ta. Nếu có vài cái cốt hay hay tí thì quá tuyệt vời. Thật sự như vậy. Ôi rồi. Tất cả level 30 cái có khác anh em ạ. Đánh đánh rất là khỏe. Rất là bá cháy luôn. Đóng luôn này. Nhiệm vụ hoàn thành tuần tự. Hoàn thành bán súng nhận ngay Usopp ạ. Chúng ta làm xong cái nhiệm vụ ở đây. Được Nami ạ. Có Nami rồi. Nami 4 sao. Ui, nhiều đồ ấy anh em. Chúng ta nhiều đồ quá. Có thể là cho bọn này cầm bớt đồ ấy. Ok, chúng ta sẽ trang bị nhanh cho tất cả đồ ạ. Luffy trước này. Sanji. Rồi. Rồi anh em ơi,
Mày gửi hộ con trước đi, tao đang bận ngay. Rồi anh em ơi, chúng ta sẽ vượt ải, tục vượt ải nha, thoải mái đi. Xem cái huyền thoại hải tặc có cái code gì mới không, có cập nhật code cái gì mới không. Ok, chiến đấu luôn anh em ơi. Rồi anh em. Chiến ơi, sổ con mèo này thì đơn giản đan rổ đấy, đúng không? Có cốt anh em ạ, chắc chắn nó sẽ có cốt ha. Có cốt rồi. À, đây là cốt cốt tuần anh em ạ. Hết hết là 15 tháng 1 à. Hôm nay thứ hai này có cốt tuần nha. Và cái cốt nho nhỏ. Ok anh em ơi, cho phải đăng nhập bằng cốt à, hơi mất công nhỉ. Tiệm đồ này anh em, ghép đồ à, cho phải ghép đồ hay làm gì đây. Vượt ải 3/10 để tiếp tục nha, và nhận được nhiều quà quá, thoải mái luôn đấy, thoải mái mà chúng ta có thể một con mèo 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 mèo, chúng ta vừa có đồ rồi nên khá khỏe với cái team này, toàn con 5 sao ấy, xịn sò vãi. Lên cấp này, cấp 30 này, chỗ nắm đâu, bây giờ cứ phải luyện đi đã, phải đánh nhiều, phải đánh rất nhiều thì ta có thể là bắt kịp được. Ok, vượt ải chiến đấu này, Luffy Murong, Zango 418 à, tiếp tục đăng nhập hàng ngày để nhận các phần thưởng miễn phí. Xôi, xung cái ba con này nằm ngửa luôn. Xung cái ba con này sấp sấp bật luôn anh em ạ. Không đỡ được. Thì nó phải chịu luôn, triple kill. Đang đánh, ôi sao, sao vẫn còn Rebecca đây. Bỏ Rebecca ra. Nếu mà không muốn thua thì bỏ Rebecca ra. Tự nhiên tôi nhận được Usopp. Usopp 4 sao thì không thích lắm. Chiều hồi Usopp, chúng ta vẫn đang ở trong cái phần mà hướng dẫn. Ui, có tướng 5 sao xịn này anh em. Ok, từ từ ạ. Nghĩa đâu tôi lại mở được cái SS. Ui, Lloyd NW luôn. Đây là con tướng ngon nhất của mình luôn, 15%. Hawkins, Smoker, Luffy này, Luffy cấp S, hơn mấy con, hơn mạnh hơn mấy con cấp A được rồi, đúng không? Việc có cái tướng nào chơi tướng đấy thôi, thế là ngon rồi, anh em ạ. Được cả đồ, lại được thêm tướng nhanh nhẹn này, ngon. Cái game phải tặng ta rất là nhiều nhá. Áp hồn mà chơi nhanh nhẹ nè, Nam Y chẳng. Ui, Usopp NW, quá tuyệt vời. Inazuma. Ờ, ok, tôi sẽ thay toàn bộ team thôi anh em nhờ. Đây, lo NW này, SS chuẩn bài luôn. Rồi, SS anh em được lo luôn. Quá ngon luôn, còn gì nữa đúng không?
Edit đầu tiên luôn. À, hai có hai edit mà. Cho 50 luôn ha. Đấy. Còn một đống tướng S này, anh em cần phải cho vào team nữa cho nó ngon thì mới ổn được. Xịn xò luôn, nhờ. Thành tựu. Một vài món đồ. Nhiều đồ để ra lại lựa chọn lắm anh em ạ, thoải mái đi. Rồi anh em ơi, quá ngon luôn. Vượt ải này, đã thấy hết anh em ạ. Lo. Đúng. Chúng ta cần phải thay đổi hết cả team này luôn à. Ngon luôn. Ấy con tướng SS đầu tiên luôn. Xịt xò anh em ạ. Tướng SS đầu tiên là anh trông đỉnh chóp luôn đấy. Mình quên hết tất cả các cái đánh hàng ngày từ trước rồi. Đánh nhau với bọn cầm ấy, bọn đầu bếp của trên thuyền Saji. Room. Ui. Xịt xò luôn. Rồi nhá anh em, và chúng ta sẽ kêu nhé. Xin chào lại anh em nhá. Bye bye.